Ngầu lòi trên sân khấu rap Việt nhưng Lăng LD và DJ Mie cũng phải chào thua trước thử thách của bếp vui bùng vị. Su vạn món ngon bùng vị. Và đây là thành quả một con ngựa đau cả tàu được ăn lòi bản học. Ngon quá. Thắng cũng ngon nữa. Ngon nữa sao ngon cũng. Mình nghe mang gà nướng mình có rồi đúng không con? Mình thấy này nó mới, mình tưởng nó là đu đủ. Ừ. Ủa em đâu không ăn? Lăng rồi. Ủa luôn hả? Hả? Rồi, thấy hơi điên rồi. Ai cũng luôn cái điện rồi. Đây giao đây giao. À, à, mới được. Em trả lời cho, em trả lời cho. Cái này phải không? À. Hai tay. Ok. À, không biết cái nào nha, cứ lấy đại thôi. Rồi, câu tiếp theo. Cố lên, lăn em đi. Em cố lắm mà chị phá đám. Đầu bếp đã sử dụng nguyên liệu nào để trộn vào phần bột làm bột vỏ, muối hay bột nở? Muối. Nở. Không chính xác. Muối, lấy. Có làm bánh bao đâu mà chậu bột nở. À, lấy cái này nha. Nhảy lên nào. Wow. Go. Hay quá. Yes. hay quá. Đầu bếp đã ủ bột ruột trong bao nhiêu phút? 30 hay 35? 30. Lấy. Chạy lên. Lấy. Lấy đúng nha, lấy tầm bậy không xài được nha. Cao lắm rồi á anh ơi. Canh đi, tao không biết cái nào đâu canh. Lấy đại đi mọi người ơi, chứ lên xuống nhiều hay quá. Câu tiếp theo, đầu bếp sử dụng loại nguyên liệu nào để làm nước mắm? Su hào hay su su? Trả lời. Su hào. Lấy. Thế thì nhảy lên đi cưng, chị nhảy không tới cưng à. Yeah. Đập nát vỏ luôn. Đầu tiếp theo. Đầu bếp sử dụng bao nhiêu gram bột mì để làm bột vỏ? 80 hay 120 gram? 120 gram. Lấy. Yo. Cái người trên này mới lo nè, mấy người dưới đó thôi. Hay quá. Đầu bếp sử dụng bao nhiêu dầu ăn trong phần làm bột ruột bánh? 20 hay 30 gram? Bột nở. Không chính xác. Muối. Lấy. Cố lên, lăn eo đi. Em cố lắm mà chị phá đám. 30. Lấy. Lấy, chạy lên. Nhảy lên nào, lấy. Vô. Đầu bếp sử dụng bao nhiêu dầu ăn trong phần làm bột ruột bánh? 20 hay 30 gram? 30, lấy. Lấy. Vui quá, được quá mà. Ấm kí lớp sơ rồi. Nhanh đi mấy anh chị ơi. Ba. Hết giờ, cảm ơn hai bạn. Nếu thích cứ ở đó luôn cũng được. Đón xem
Bếp Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.